khi việc khai thác khoáng sản diễn ra rầm rộ, thì cũng là khi doanh nghiệp và địa phương được hưởng lợi. Các doanh nghiệp khai thác khoáng sản thực hiện các nghĩa vụ, một là đóng tiền cấp quyền, hai là thuế tài nguyên, phí môi trường, cũng đem lại cái nguồn lợi kinh tế tương đối cao, hỗ trợ và xã hội hóa để góp phần vào xây dựng nông thôn mới đối với xã. Còn người dân thì được chia sẻ lợi ích gì? Ở đây chỉ được hưởng bụi thôi. Chưa từng thấy ở đâu khổ như ở cái làng này. Nếu chúng tôi được hưởng là chúng tôi biết. Nhưng đây chúng tôi không được hưởng cái gì. Thưa quý vị, vốn được thiên nhiên ưu đãi, một nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú. Nhờ thế mà liên tiếp trong nhiều năm qua, tỉnh Hà Nam được coi là một trong những địa phương có ngành công nghiệp khai thác đá, sản xuất vật liệu xây dựng phát triển trong cả nước. Theo quyết định quy hoạch của Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Nam từ năm 2014, đã xác định khai thác khoáng sản, vật liệu xây dựng không phải là lĩnh vực chủ lực để phát triển kinh tế xã hội, không khuyến khích khai thác khoáng sản và chỉ lựa chọn doanh nghiệp có đầu tư chế biến sâu, hiệu quả kinh tế cao, đảm bảo vệ sinh môi trường. Tuy nhiên, một thực tế không thể phủ nhận rằng hoạt động khai thác khoáng sản đã mang lại rất nhiều lợi ích, đóng góp sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương này trong suốt những năm qua. Nếu gọi những dãy núi đá vôi hùng vĩ ở tỉnh Hà Nam là lộc trời ban, thì có lẽ cũng chẳng sai. Vì ngoài các doanh nghiệp được hưởng, thì hoạt động khai thác khoáng sản đã góp phần làm giàu cho địa phương trong nhiều năm trở lại đây. Vì để được duy trì hoạt động, thì bắt buộc các doanh nghiệp phải đóng góp rất nhiều khoản về thuế, phí theo quy định. Các doanh nghiệp khai thác khoáng sản thì thực hiện các nghĩa vụ, một là đóng tiền cấp quyền, hai là thuế tài nguyên, phí môi trường và các loại liên quan đến thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp. Theo thống kê của Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Hà Nam, trên địa bàn toàn tỉnh hiện có khoảng 130 doanh nghiệp khai thác chế biến khoáng sản đá vôi, trong đó tập trung toàn bộ ở hai huyện Thanh Liêm và huyện Kim Bảng. Dịch vụ khai thác chế biến khoáng sản thì cũng đem lại cái nguồn lợi kinh tế tương đối cao cho những hộ đăng ký sản xuất kinh doanh cái lĩnh vực khai thác chế biến khoáng sản. Các doanh nghiệp đóng trên địa bàn thì hàng năm hỗ trợ và xã hội hóa để góp phần vào xây dựng nông thôn mới đối với xã. Ví dụ như là đầu tư giúp và hỗ trợ xây dựng trường học, rồi các cái công trình cổng làng, nhà văn hóa thôn. Không chỉ đóng góp về an sinh xã hội, hoạt động khai thác đá còn giải quyết công ăn việc làm cho rất nhiều người lao động ở địa phương. Bà con dân có công ăn việc làm, thu nhập thì cũng ổn định từ 5-6 triệu, 7-8 triệu, nó tùy theo ngành nghề. Vì nguồn lợi từ hoạt động khai thác khoáng sản là rất lớn, nên việc khai thác diễn ra ngày càng rầm rộ với quy mô lớn. Trên thực tế, số mỏ đang hoạt động hiện tại đã gấp hơn 4 lần so với số mỏ trong quy hoạch mà Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Nam đưa ra từ năm 2014. Khi mà hoạt động khai thác khoáng sản rầm rộ vượt quá quy mô quy hoạch, thì chắc chắn là nguồn thu thuế, tài nguyên và phí bảo vệ môi trường cho địa phương sẽ gia tăng. Nhưng rất tiếc đến thời điểm hiện tại, chúng tôi vẫn chưa thể có được con số cụ thể về số tiền đóng góp cho ngân sách tỉnh từ hoạt động khai thác khoáng sản tại Hà Nam, vì phía địa phương chưa cung cấp. Chỉ biết rằng là từ năm 2007, hoạt động này đã nộp ngân sách tỉnh hàng trăm tỷ đồng. Theo Điều 5, Luật Khoáng sản đã quy định rõ quyền lợi của địa phương và người dân nơi có khoáng sản được khai thác. Cụ thể là địa phương có trách nhiệm phân bổ điều tiết nguồn thu từ hoạt động khai thác để phát triển kinh tế xã hội. Đồng thời, doanh nghiệp phải có trách nhiệm đối với cộng đồng địa phương nơi có hoạt động khai thác. Và ngoài ra, quy định về việc quản lý sử dụng phí bảo vệ môi trường cũng chỉ rõ, phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản phải để lại cho địa phương nơi có hoạt động khai thác khoáng sản nhằm phòng ngừa, xử lý những hoạt động ô nhiễm và cải tạo cảnh quan. Rất nhiều quy định của nhà nước để đảm bảo quyền lợi và lợi ích chính đáng cho người dân và địa phương nơi có hoạt động khai thác khoáng sản diễn ra. Vậy nhưng thực tế có đúng như vậy hay không thì lại là một câu chuyện hoàn toàn khác. Xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng hiện có 25 doanh nghiệp khai thác đá vôi đang hoạt động. Dù hàng năm các doanh nghiệp này đều nộp phí bảo vệ môi trường cho ngân sách địa phương, nhưng theo lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Thanh Sơn, phía xã không được hưởng một đồng nào. Hàng năm mà được phân bổ ngân sách nhà nước thì theo luật tài chính, cái nguồn này thì chủ yếu là huyện điều tiết. Thì trong đó có cái khoản mà liên quan đến từ cái nguồn thu từ thuế và phí bảo vệ môi trường? Cái này thì không có.
xã không nhận được một đồng tiền phí bảo vệ môi trường nào. Còn thứ mà người dân được hưởng là như thế này. Chỉ thấy là bụi bặm cho bà con thôi, chưa từng thấy ở đâu khổ như ở cái làng này. Nếu chúng tôi được hưởng là chúng tôi biết, nhưng đây chúng tôi không được hưởng cái gì. Thưa quý vị, đây là lần thứ ba chúng tôi đến Ủy ban Nhân dân huyện Kim Bảng liên hệ làm việc để minh bạch thông tin về quá trình phân bổ ngân sách cũng như là việc chia sẻ lợi ích đến người dân và địa phương cấp xã từ hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn. Tuy nhiên đây cũng là lần thứ ba chúng tôi chưa thể làm việc và chưa nhận được câu trả lời từ lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện. Trong khi chưa rõ số tiền thu phí bảo vệ môi trường được sử dụng vào mục đích gì, thì hàng ngày người dân vẫn phải thay nhau còng lưng ra quét dọn bụi trên đường. Dù được trả công hàng tháng, nhưng nguồn tiền lại đến từ sự đóng góp riêng của các doanh nghiệp. 10 triệu cho chia cho 4 người, quét suốt ngày như này, và một ngày quét 2 lần đấy. Nó chẳng sạch được đâu, mà thôi, xe cộ nó đi như này thì làm sao mà sạch được. Chúng tôi ức chế quá là ra chặn đường, thì bắt đầu các người ta mới đóng góp, mới làm đấy, chứ còn không phải là người tự nguyện đâu. Dù không muốn nhưng người dân buộc phải thay nhau quét đường, vì nếu không làm thì chính họ lại là người hứng chịu bụi bẩn. 2 triệu rưỡi một tháng quét đường một người dân, tôi hỏi 2 triệu rưỡi tôi làm được cái gì với cái 2 triệu rưỡi quét đường như thế này? Cái lợi nhuận của người doanh nghiệp thì họ quá lớn, thu lợi nhuận của tài nguyên là quá lớn, sao tôi xác định là quá lớn nhá. Còn cái để cái người dân của tôi là quá cùng cục và quá khổ. Còn tại địa bàn huyện Thanh Liêm, nơi tập trung hơn 70 doanh nghiệp khai thác đá, liên tiếp trong 4 năm qua, Phòng Tài nguyên Môi trường huyện đã ký hợp đồng với công ty trách nhiệm hữu hạn Hợp Tiến để phun nước ra bụi mặt đường với tần suất 4 lượt trên một ngày. Trong đó chỉ riêng năm 2020, giá trị hợp đồng là 14,2 tỷ đồng. Về hiệu quả thì cũng giải quyết triệt để được các cái về cái vấn đề liên quan đến công tác mà ô nhiễm môi trường. Thực chất cái biện pháp tưới nước chỉ là dập bụi, nó mang tính chất tạm thời, không thể triệt để hết được. Chưa thực sự triệt để hết. Nó cũng vẫn còn bụi, thì tưới xong một lúc lại khô. Nhưng mà tưới nhiều thì nếu mà tưới nhiều mà đậm thì nó lại rất là bẩn. Nếu mà nói mà để dập hẳn bụi thì nó không lượng tưới thế làm sao đủ em? Tại sao không triển khai? Cái này là một đề án của tỉnh, tầm của huyện không thể trả lời thế được. Chính vị lãnh đạo huyện Thanh Liêm cũng thừa nhận đề án giảm thiểu ô nhiễm môi trường từ việc phun nước dập bụi chưa đạt được hiệu quả như mong muốn. Vậy nên kể từ đầu năm 2021, dự án đã dừng triển khai. Chờ đề án khắc phục ô nhiễm môi trường sắp tới được phê duyệt. Có thể thấy là hệ thống pháp luật về quản lý và khai thác khoáng sản của Việt Nam tương đối là đầy đủ. Tuy vậy vẫn còn khoảng cách khá lớn giữa quy định luật pháp và thực tế. Nếu không minh bạch trong hoạt động khai khoáng, không chỉ thất thoát tài nguyên và kinh tế mà còn gây ra những hậu quả xấu cho môi trường và xã hội. Vấn đề đặt ra là làm sao để hài hòa lợi ích giữa doanh nghiệp với chính quyền địa phương và người dân thì mới là điều cần thiết nhất trong lúc này. Một thực tế giống như là một nghịch lý đang tồn tại là nguồn thu của các doanh nghiệp và địa phương từ hoạt động khai thác khoáng sản càng tăng thêm bao nhiêu thì mức độ ô nhiễm môi trường người dân phải hứng chịu lại tăng thêm bấy nhiêu. Câu chuyện của những người dân sống mòn với bụi và ô nhiễm môi trường trong vùng khai thác khoáng sản ở tỉnh Hà Nam sẽ thay cho lời kết tiêu điểm ngày hôm nay. Và đây là những gì vẫn diễn ra thường ngày trên con đường liên huyện. Chẳng còn cách nào khác, người dân đành chấp nhận chung sống hàng ngày với bụi. Cái cửa này là tôi để nó chắn bụi đấy. Xe nó chạy sát đây là nó thốc vào trong nhà. Cả cửa này để chắn bụi. Dù đã thiết kế nhiều lớp cửa, nhưng cũng không thể ngăn được bụi. Đồ đạc để trong nhà mà chẳng khác gì để ngoài trời. Đấy, bụi như thế đấy, trong nhà đấy, đồ đạc đấy, nếu qua hai lần cửa đấy. Kể cả ăn cơm cũng phải chấp nhận bụi, ngủ cũng có bụi. Có mấy cái ngày Tết là chúng tôi được sống trong lành thôi. Cảnh tượng tương tự cũng diễn ra tại thị trấn Kiện Khê. Chỉ sau vài tiếng đồng hồ, bộ ấm chén uống trà của ông Thức đã phủ lớp bụi dày. Lớp chén đây thì nhà thì vẫn uống hàng ngày đấy. Đây, đấy. Đấy, các anh nhìn đây, nó còn bóng cấn nếu mà gọn vào đây. Nếu mà dê như kiểu người dê lúa đấy ở trong cái khay, đấy có nguyên một cái khay.
Bụi giờ là nỗi sợ của người dân ở trong vùng khai thác chế biến khoáng sản, vì ngày càng có nhiều người mắc bệnh ung thư liên quan đến đường hô hấp. Nếu như bây giờ là nhà nước và cứ để chúng tôi đi hết, không thiết tha gì cái mảnh đất này. Với hàng nghìn lượt xe tải lưu thông hàng ngày, không chỉ khiến tình hình ô nhiễm bụi trở nên trầm trọng hơn, mà còn góp phần tàn phá đường xá. Khi dịch vụ cơi nới thùng xe để chở quá khổ quá tải được công khai như thế này,